ơn cho anh em ha. Dạ. Với em lại cũng từ gắn được bó anh, từ anh. Kênh của Ngô Nguyễn. Dạ. Thì cũng tin tưởng anh em trời ơi, đóng góp ý kiến đồ vô. Hẹt gì mà bán mình tri ân cho anh em đi, cái giá 12 triệu nha, xe máy ngon lắm. Bấm một phát lên luôn anh em ơi. Rồi đó coi ẹt xe tơi gì 12 triệu nó thua chiếc Sirius nữa. Thua chiếc Sirius luôn. Còn bây giờ là anh em mình bắt đầu qua những cái con ẹt xe tơi ha, mẫu ẹt nhỏ. Đầu tiên đây là một cái con ẹt màu vàng. 206. Dạ. Dạ. Ủa 206 tính ra là máy thái luôn á anh. Dạ máy thái. Dạ. Mà xe này thì đầu nồi rớt rồi. À dạ rồi, mang cái biển số là 54N7-7299. Thì anh nhờ bạn camera qua riêng những cái dòng ẹt nhỏ này em phải quay thật là kỹ. Dạ. Tại vì anh em trong kênh mình cũng chuộng rất ẹt nhỏ rất là nhiều nha em. Dạ dạ. Đây, con này thì có vô cái gì thì mình sẽ nói anh em biết luôn nè. Đầu nồi máy móc thì anh Trung anh có nói là có làm lại rồi. Hiện tại là vô một cái bô, cái bô là dành cho Sonic nhưng mà hãng là hãng tích leo ha. Mình nói rất là rõ nha anh em, bô là bô Sonic nhưng mà hãng tích leo nha, không phải là bô của Gucci. Rồi cái cặp mâm cũng là mâm của Racing Boy 5K. À, bao tay Daytona. Rồi, mình sẽ đề máy cho anh em mình nghe nè. Chắc hết xăng. Dạ, cái này hết xăng rồi ha. Dạ rồi. Con này em, lên xe lên cửa hàng thì mình cửa hàng sẽ cho chạy thử luôn nha anh em. Dạ. Để mà quyết định lại cái con xe đó có chốt hay không là mình cho chạy thử luôn. Dạ đúng rồi. Đó mình mua một con xe là cũng nhiều khi có những cái con xe coi như cả một tài sản mình mà, nên là mình cứ lên mình bên cửa hàng sẽ hỗ trợ cho mình test thoải mái luôn rồi mình mua sau. Thôi thì con này anh cũng nói cái hiện trạng nó như vậy rồi đó. Thì bây giờ anh để cho các bạn là bao nhiêu? Đó bán cho anh em với giá là 26 triệu. Dạ 26 triệu ha, mình bảo hành là bao lâu? Bảo hành đó anh em với dòng ẹt này là tới 1 năm nha. Dạ bảo hành 1 năm lận nha anh em ơi, yên tâm. Cái dòng ẹt này á nói chung là nó cũng đi vào cái đam mê á. Dạ. Cho những anh em ví dụ như có anh em mới chơi hoặc anh em đã chơi lâu rồi thì mình không nói, nhưng anh em mới chơi thì cứ yên tâm mà chơi. Dạ. Để mà có được một cái khoản chơi ngon mà dòng xe ngon như thế này á, bảo hành lên tới 1 năm. Dạ. Dạ. Nói chung là bên Tấn Tới sẽ hỗ trợ bảo hành là lo về cái phần đó cho anh em nên cũng đỡ lo hơn. Dạ. Rồi bên đây là một con màu đỏ mang bản số Long An 62K8 3760. Thì đó thì bán cho anh em với giá là 25 triệu. Ok Vũ Quỳnh nha. Rồi bây giờ bên cửa hàng là sẽ có Winner V1 nè. Rồi Sirius là không phải là có nữa mà là rất là nhiều luôn. Dạ. À, có luôn. Con này là đời mấy chứ anh? Đó cũng 206 luôn. 206 luôn. Nhưng mà con này em đoán chắc cũng có qua làm máy đâu rồi. Dạ, đúng không? Rồi, đúng rồi. Dạ rồi chị cho em xin ở cái giá thì luôn. Nói chung là làm lại hết rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà rồi. Xe còn riêng đẹp. Dạ. Anh để là giá sao? 25 triệu anh. Dạ 25 triệu ha. Có làm máy móc nhưng mà kiểu là đồ riêng là mình làm lên thôi chứ không có lai đồ. Đúng rồi. Rồi ok anh. Chiếc kế bên là 2010. Mà con này là 2 càng nha. 2 càng 2010 thì anh em dở yên lên thì anh em cũng biết rồi. Nó là 5B71. Dạ 5B71 đó, đó. Anh em mình hay gọi là đúng là 2010 2 càng 5B71 đó nha. Đây. Đây ha. Đây nè. 5B71 nè anh em. Nói chung thì mình sẽ quay đây cho anh em coi thôi. Chiếc camera anh sợ là nó bắt không nổi. Rồi. Con này là không biết là cho em xin về cái phần máy móc của nó là mình đã qua làm cái gì chưa? Máy móc này, xe này thì nó có mở ra chỉnh cò thôi chứ không có làm gì hết á. Ủa vậy tính ra chỉnh cò nó cũng đâu có gì đâu anh thì ha. Đúng rồi. Đó, đầu cổ nồi bọng là còn nguyên luôn. Hết. Bán cho anh em với giá là 32 triệu, xe đó thì nó hình như lấy bình ra. Dạ lấy bình để rồi, 32 triệu anh em nha. Xì bo là bên mình có anh ha. À, bạn nào đang hỏi xì bo với Winner V1 nè, cứ bình tĩnh, tí mình sẽ quay cho anh em xem sau. Rất là nhiều. Còn Winner V2 đó là dòng GTR nhập khẩu Indo thì không biết bên cửa hàng mình có không ta? Cái đó là có nhưng mà giờ hiện tại cũng hết không? Dạ, hiện tại hết. Còn cái con này là cái con cái đó một càng. Dạ, một càng. Một càng hay là 6 luôn. Đúng rồi. Con này biển 59C2 nè, anh để ra xe sao? Đó bán cho anh em với giá là 27 triệu. Dạ, 27 triệu ha. Dạ. Ok anh. Còn cái bên xe kế bên thì anh em á. Dạ. Mà mình đây cũng không có giấu gì. Xe này là mấy cái dòng mà đời 2011, 2012 á. Dạ. 2013, 14 á. Nó lên dàn áo này nha anh em. Dạ. Đó. Anh em mà chơi sẽ biết được, nhìn cái lốc của nó là cũng đón được. Đó là dòng đời cao 2011 tới 2014 mình xuống 2010. Thì anh để con này bao nhiêu? Em đoán chắc rẻ đúng không? Dạ rẻ. Này 25 triệu à. Dạ rồi ok anh. Do đây mình làm xe, bán xe mình không có giấu gì anh em hết á. Dạ. Nhưng mà ví dụ bây giờ anh em ở xa ở gần gì thì lâu lâu thì đến cửa hàng Tấn Tới trong cái live stream này mình cho nó nhộn nhịp một tí. Dạ. Mình cũng tri ân khách hàng với một chiếc chiếc xe ẹt này ha. Đây ha. Trời ơi. Giá là 12 triệu. Có 12 triệu hả anh? Dạ 12 triệu. Trời sao nãy anh không nói em sớm cho các bạn biết với gì ẹt gì có 12 triệu vậy? Dạ. Đó, này là mình tri ân cho anh em ha. Dạ. Với lại cũng từng gắn bó từ kênh của Ngô Nguyễn. Dạ. Thì cũng tin tưởng anh em
Trời ơi, đóng góp ý kiến rồi vô. Ad gì mà bán mình tri ân cho anh em đi, có giá 12 triệu nha, xe máy ngon lắm. Bấm một phát lên luôn anh em ơi. Rồi đất ơi, ad xe tơ gì 12 triệu nó thua chiếc xì rút nữa. Thua xì rút luôn. Đó. Cái này bán cho anh em văn nghệ nha, về dọn sơ lại đi là ok. Dạ. Anh em nào mà đang cần, anh em mà cũng hay thường hỏi em vô trong trong cái YouTube này hỏi là mua về anh Lim ơi, ở chỗ nào bán ẹt nhỏ mà về mình mua để mình dọn lại, mình độ hay cái kiểu gì đó. Thì đó anh em nhiều khi còn hỏi là cái xác ẹt nữa. Mà bây giờ là không cần xác luôn, xe còn đang chạy ngon lành luôn nè. Xe đang chạy luôn. Giấy tờ đầy đủ, hợp lệ, bộ công an cấp đàng hoàng. Dạ. Bán cho anh em với giá là 12 triệu. Trời ơi trời, ẹt xe tơ 135 12 triệu anh em tin nổi không? Bằng số Đồng Nai hen. Rồi. À, có nha bạn Khánh An ơi, tối nay có nha bạn. Rồi cho mình xem cái con quay ếch. Quay ếch thì đây, phía sau. Quay ếch thì phía sau bây giờ. Dạ. Mình cứ đi từ từ đi ha. Kế bên là chiếc Elanger. Dạ. Mẫu 100 SYM bán cho anh em với giá là 8 triệu nha. Dạ 8 triệu. Rồi. Con này thì hãng SYM anh em ha. Dạ. Xe đẹp. Dạ 8 triệu cũng đẹp. Ok anh, 8 triệu đồng nha anh em ơi. Mấy cái con là chiếc Mát nha. Chiếc Mát này là của hàng IMH bán cho anh em với giá là 3 triệu rưỡi. Dạ, 3 triệu rưỡi. Dạ rồi, ok. Cũng bảo hành các kiểu hết ha. Đúng rồi. Dạ, rồi. Kế bên là camera ra sao luôn nè. Con rim nè. Rim lùng này là xe Nhật nha. Dạ, xe Nhật. Xe Nhật bán cho anh em với giá là 5 triệu rưỡi. Dạ, xe Nhật giá anh em là 5 triệu rưỡi. 12 triệu đó xe đó. Con rim Nhật mà giá chỉ có 5 triệu rưỡi thôi anh em nha. Em nhờ camera quay quay lại chiếc ẹt 12 triệu giùm ha. Cái anh đang coi trên clip á cũng điện thoại vô luôn. Dạ. Dạ. Ồ. Đây. Đây. Coi cái con ẹt 12 triệu nè anh em ơi. Vậy là có anh em gọi về đó ha anh. Dạ dạ. Dạ anh em gọi về kêu quay kỹ con ẹt 12 triệu. Đây. Giấy tờ hợp lệ hết nha gia đình. Cái này em bán là em tri ân cho khách hàng nha. Dạ. Chứ còn cái xe này là bình thường em báo giá là tới 17 triệu lận á. Mà em bán cho anh em 12 triệu trong cái clip này cho nó một phần gọi là tình thương mến thương á. Dạ. Cái này xe cửa hàng thì họ bán rất là rẻ, thì xe cửa hàng thì người ta bán giá bao nhiêu là chuyện người ta. Dạ. Còn ai mà chấp nhất thì chuyện của người đó, đâu có liên quan gì đâu anh, tội nguyện ha. Cái này là nó không có liên quan. Không sao anh. À, với cái giá này là cái, quá tốt. Cái giá em đưa ra thì lâu lâu em bù lỗ lại cho mấy anh em đi. Tại vì nói chung là mỗi một cửa hàng người ta cũng muốn làm gì đó, người ta cũng phải có một cái khuyến mãi. Dạ đúng một rồi. Cái tri ân đến khách hàng của mình. Dạ. Thì trong cái buổi ngày hôm nay livestream thì mình cũng cảm ơn anh em dành một chút thời gian ra để mà xem cái livestream anh em mình chia sẻ rộng ra giùm em. Dạ. Còn anh em nào mà có cơ duyên Dạ. và chốt được chiếc xe này thì em cũng xin chúc mừng người đó. Dạ. Đó là em mua bán thật lòng, không có nói láo nói dốc hay là cái xe mà mình không có mà nói cho thành có. Nếu mà anh em nào mà chốt rồi á thì để comment bên dưới lại giùm em là em đã mua xe đó ở cửa hàng đó giùm em một cái. Dạ rồi, ok anh.